Tổng công ty Tín Nghĩa hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị, mỗi một hoàn cảnh mà chung lòng chung sức tìm đến là mỗi một câu chuyện đời còn nhiều trăn trở. Và họ có một nỗi lo chung về một cuộc sống nghèo khó, chật vật. Và mong ước có được một cuộc sống bình yên với họ đôi khi rất đổi mong manh. Và một chút lắng lòng, một chút sẻ chia mà chung lòng chung sức mong muốn trên mỗi chuyến hành trình đi qua sẽ mang lại thật nhiều niềm vui để cho bà con có thể yên tâm làm ăn sinh sống, vươn lên thoát nghèo. Và vùng quê Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu ngày hôm nay sẽ là điểm dừng chân của chung lòng chung sức tìm đến trên mỗi cuộc hành trình đông đầy những tình cảm yêu thương. Dạ, con chào bà. Dạ, chào cô. Dạ. Cô có chị không cô? À, dạ, bà cho con hỏi bà có phải là bà nội của em Bảo Vi không bà? Dạ, phải. À, vậy đây chắc là Bảo Vi đúng không em? Dạ. Ừ, rồi chị chào em ha. À, Vi, hè này em không có đi học phụ đạo hay sao ở nhà em vá lưới phụ bà vậy em? Dạ, hè này em không có đi học phụ đạo ở nhà phụ bà. Ờ, em không có đi học ở nhà phụ bà hả? Dạ. Vậy hè năm nay xong thì em lên lớp mấy? Dạ, hè năm nay xong là em lên lớp 5. Lên lớp 5 hả? Dạ. Do năm học vừa rồi thì em có được thành tích gì không? Dạ, năm vừa rồi á, em được thành tích vượt trội môn tiếng Anh. Ồ, giỏi dữ vậy hả? Vậy thì em cứ cố gắng để những năm sau mình có cái thành tích tốt hơn như vậy nha. Dạ. Ừ, rồi cho chị hỏi là thời gian này thì em ở nhà ngoài vá lưới rồi em còn làm gì phụ giúp bà nữa không? Dạ, em đi bắt cua, bắt ốc dưới sông giùm giúp bà. Rồi làm việc nhà, làm với trai phụ bà. Ôi vậy hả? Vậy là giỏi quá rồi. Vậy chị thấy là tuổi của em là tranh thủ thời gian mà em phụ giúp bà như vậy là em rất là giỏi rồi ha. Dạ. Ừ rồi, cố gắng học tập để mình làm cho bà vui lòng nữa nha. Dạ. À dạ, bà, thì con được biết là bên chính quyền địa phương có giới thiệu về cái hoàn cảnh của gia đình bà. Dạ. Thì hôm nay chương trình có đến đây để tìm hiểu và cũng như chia sẻ về cái hoàn cảnh của gia đình mình. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Thì bà cũng cho con hỏi là con cũng được biết là ba mẹ của em Vi á là bỏ nhà đi rồi phải không bà? Dạ bỏ nhà đi lâu lắm, mấy năm nay, 2-3 năm nay mà không có thân thích thì về thôi. Dạ vậy? Nhà bà cháu mặn mấy bà ăn với bà con cho người này gạo sắp rồi ăn. Dạ rồi từ khi mà ba mẹ em bỏ đi như vậy thì bà có biết gì về thông tin của ba mẹ không? Bây giờ cuộc sống như thế nào? Không cho tin tức gì hết trơn cô. Dạ là không biết gì hết? Dạ. Rồi từ khi mà đi tới bây giờ ba mẹ có quay lại thăm em Vi với bà không? Dạ không có cô. Dạ có, vậy thì không có quay lại thăm bà với em Vi thì có gửi tiền về phụ giúp bà không dạ, bà? Dạ không có luôn. À, không có gửi tiền về phụ giúp bà luôn? Dạ. Dạ, vậy là hai bà cũng tự... Tự mình chúc mình ăn rồi với bà con người cho đây cho kia ăn. Dạ, rồi bà cho con hỏi là bà được bao nhiêu người con bà? Đấy người con mà không có đứa nào nuôi hết trơn cô. À, vậy có ai ở chung với bà không bà? Có thằng ở chung đó, giờ nó tên ly dị đi đó. À, vậy là bây giờ chỉ còn hai bà cháu lên nương tựa vào nhau thôi. Dạ. À, dạ, thì nếu như mà không có ai ở chung với bà thì có ai gửi tiền hay là phụ giúp được gì cho bà không? Lâu lâu thì xuống mấy đứa cháu, mấy đứa con lên rồi cho anh 150 thì đã có gom gom dễ đi xe, còn giờ cũng đỉnh ăn. Trong không có anh này nhà bà con nhiều hơn. Dạ. Con cũng nghĩ là do cái hoàn cảnh của anh chị chắc cũng khó khăn quá cho nên cũng không có thể nào giúp được nhiều cho bà. Dạ. Cho nên là bà cũng sẽ thông cảm và chia sẻ với anh chị đúng không bà? Dạ. Dạ. Rồi thì nếu như mà không có ai giúp đỡ như vậy thì bà làm cái công việc gì để mình kiếm sống qua ngày cũng như là để cho em Vi ăn học vậy bà? Thì cũng tới mùa nước đầy đi đặc biệt rồi vậy đó. Còn mùa nắng thì người ta muốn mặn này mặn kia đi mặn ngày vậy, mặn... lật đậu hay này kia vậy cô. Dạ, giờ đi làm. Ủa vậy bà tuổi cao rồi mà người ta vẫn đi lật thuê. Lật đậu thì dễ coi. Dạ. Người ta hái rồi cái mình là nhổ đã bỏ đống đó, ngồi lật. Dạ. Rồi cái con có nghe Vi nói là ở nhà bà còn đi lượm ve chai rồi còn đi bắt cá với lòng hồ nữa. Dạ đó đó. Dạ thì cho con hỏi là mình có bắt được nhiều không? Mình bắt đủ để ăn hay là mình còn có bán nữa bà? Thì đặt bữa nào có được chút đỉnh mình bán, còn ít mình ăn. Dạ. Vậy thì cũng lo cho bữa cơm qua ngày bà. Dạ. Hai rau rác rồi ăn bậy nữa. À dạ bà, cho con hỏi là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Dạ 75 tuổi. 75 tuổi. Dạ, ông nhà mình hiện còn khỏe không bà? Dạ, mất lâu rồi con. À, ông nhà mình mất rồi hả bà? Dạ,
Vậy thì bây giờ cái cuộc sống của gia đình bà nó cũng quá khó khăn như vậy. Và con cái của mình thì cũng nghèo khó, cũng không có giúp đỡ được gì nhiều. Mà một phần MV của mình thì cũng cái đường học tập còn rất là dài. Thì không biết là bà có muốn là tiếp tục cho MV ăn học tới nơi tới chốn, hay là sẽ cho bé nghỉ học để mà giảm bớt cái gánh nặng cho mình không ạ? Thì nó còn nhỏ quá nên cũng ráng là chài bươi đặng cho nó ăn học tới nơi tới chốn coi. Dạ. Vậy thì con cũng biết bây giờ cái hoàn cảnh của bà như vậy rồi. Cái cuộc sống hàng ngày thì cũng nương nhờ vào bà con chồng sớm. Thì bây giờ bà có cái điều gì trăn trở ngay lúc này, bà có thể chia sẻ cho con được không ạ? Lúc này là cũng mong muốn mà kiếm số tiền cho nó ăn học thôi, cho nó không biết nhà mình. Dạ, bây giờ điều mong mỏi của bà là để cho em Vi tiếp tục học, phải không bà? Dạ. Rồi Vi, vừa rồi em nghe bà chia sẻ như vậy thì em cảm thấy thương bà nhiều không? Dạ nhiều. Thương nhiều hả? Vậy thì em có bao giờ thấy bà mình cực khổ như vậy á? Em có ý định là xin bà cho nghỉ học để mà em giảm bớt gánh nặng cho bà không? Dạ không. Vậy là em vẫn muốn tiếp tục đi học đúng không? Dạ. Rồi và chị nghĩ là em nên tiếp tục đi học. Tại vì ngay lúc này chỉ có cái con đường học tập thì mới giúp cho cái cuộc sống của em nó thoát nghèo được, nó bớt khó khăn được. Dạ. Ha. Và con nghĩ rằng là bà với em Vi cũng đừng có buồn. Bởi vì là với cái hoàn cảnh nghèo khó như hiện tại, ở ngoài kia, ngoài xã hội vẫn còn nhiều cái tấm lòng chung tay giúp đỡ cho gia đình của bà, để nhất là cho em Vi có thể tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình sau này. 10 tuổi đời với bao mất mát tuổi buồn, 10 năm ký ức của một đứa trẻ như em là nỗi trống vắng quạnh hiu khi tuổi thơ sớm thiếu đi hơi ấm của một gia đình. Vừa mới chập chững những bước đi đầu đời, chưa có những phút giây ấm êm bên vòng tay yêu thương của cha mẹ, thì những rạn nứt của cuộc sống vợ chồng cứ liên tiếp ập đến, khiến mái ấm nhỏ này chỉ còn lại đứa trẻ dại khờ, côi cút, bơ vơ. Kể từ ngày cha mẹ chia tay, đôi chân trần của em đã quen lắm lem bùn đất, lúc thì theo bà giăng lưới mắc câu, khi thì đi lượm ve chai cùng bà. Lủi thủi giờ chỉ còn hai bà cháu sớm tối đi về, và chính tình yêu thương là điều duy nhất giúp họ bớt đi nỗi cô đơn tủi lòng. Ở tuổi này với những đứa trẻ khác thì đó là khoảng thời gian được vui chơi và được cha mẹ chăm chút lo từng buổi học. Còn với Bảo Vi, em lại phải tự lo mọi bề. Cuộc sống khó khăn đến từng bữa ăn giấc ngủ. Vậy mà niên học vừa qua, thành tích em mang về chính là học sinh giỏi môn tiếng Anh. Đây là món quà khích lệ tinh thần mà em dâng tặng lên cho người bà kính yêu của mình suốt cả một đời lam lũ vất vả vì em. Còn với nội Vi, bà Lê Thị Bảy, hơn 40 năm nhọc nhằn thay chồng nuôi 7 người con. Trong tâm tư của bà luôn nghĩ, hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi ngày có hai bữa no lòng, con cháu khỏe mạnh đủ đầy, và những đứa trẻ trong nhà được học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà sau mấy mươi năm dung dáng, những điều bình dị ấy người bà, người mẹ này vẫn chưa sao thực hiện được. Suốt 7 năm qua, kể từ ngày cha mẹ Bảo Vi bỏ đi, bên cạnh cô trò nhỏ này, chỉ còn người bà hiền từ, tảo tần chăm lo cho cháu. Tay phải làm cha, tay trái làm mẹ, năm tháng nhọc nhằn vẫn chưa vơi bớt trên mái tóc bạc phơ từng ngày. Vậy nhưng với bà, đó là niềm hạnh phúc khi mỗi mùa tựu trường, bà còn có thể chăm chút cho đứa cháu nội của mình từng quyển tập, cuốn sách. Và vui hơn khi cháu nội lại đạt được điểm tốt. Gác lại bài toán cơm áo nhọc nhằn và cả những trăn trở không yên về con đường tương lai còn nhiều trắc trở, bà Bảy lại tự dặn lòng phải cố sức chèo chống gia đình, dồn hết tình thương cuối đời để vun đắp cho đứa cháu cút côi của mình. Bao năm ròng rã trôi đi, một ngày của bà lại bắt đầu bằng niềm tin vào những đổi thay trong cuộc sống. Bằng đôi tay cần mẫn, khi thì xịt thuốc bón phân thuê, lúc thì đi lượm ve chai để kiếm chút tiền lo cho đứa cháu. Rồi thì những lúc rảnh rỗi, bà còn đi đặt lợp để kiếm thêm mớ cá cho bữa cơm gia đình. Tình thương bao năm qua bà dành cho đứa cháu cút côi như ngọn lửa ấm áp xua tan đi bao nỗi đau và sự trống vắng khi không có được tình thương của cha mẹ. Nơi mái nhà này nay chỉ còn lại hai mái đầu trong nỗi cô đơn trống vắng.
ngôi nhà được dựng lên từ những ngày đầu bà dắt díu con cháu đến đây lập nghiệp. Gần nửa thế kỷ trôi qua, thời gian dường như đã đủ dài để bào mòn những chiếc cột kèo chưa một lần được thay mới. Trong căn nhà dột nát, chỗ lành lặn nhất có lẽ là nơi được bà Bảy che chắn bằng những tấm bạt trên trần nhà để chỗ ngủ của hai bà cháu được tươm tất hơn. Rồi cứ mỗi mùa mưa trôi qua là nỗi lo lắng lại nhiều hơn khi nhìn những bọc nước đọng trên đầu, những mảng gỗ bị mối mọt đục khoét chắp nối vào nhau chẳng đủ để tránh mưa tạt gió. Cuộc sống của hai bà cháu phải dùi mình trong khó khăn tạm bợ. Nhưng đâu đó nơi góc bếp, bao năm qua ngọn lửa yêu thương vẫn từng ngày được nhen nhóm. Bữa cơm nghèo đạm bạc đơn sơ nhưng vẫn đủ ấm lòng, để rồi trong cảnh tạm bợ khó nghèo, những giây phút sum vầy của hai bà cháu là động lực giúp mỗi người thêm vững bước kiên cường hơn ở chặng đường ngày mai. Thưa quý vị, cứ mỗi một chương trình là mỗi một hoàn cảnh của cuộc sống khốn khó khác nhau. Và xuyên suốt gần 6 năm qua, các công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa đã cùng đồng hành với chương trình Chung Lòng Chung Sức với mong muốn góp tấm lòng để chia sẻ những khó khăn cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Và như thường lệ, tham gia với chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến quý vị có chị Huỳnh Thanh Thủy đến từ Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa ICD Biên Hòa thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, một đơn vị cũng thường xuyên tham gia với chương trình này. Và cũng xin được giới thiệu với chị Thủy, đây là bà Lê Thị Bảy và cháu Lê Bảo Vi, là hai nhân vật mà chương trình hôm nay muốn giới thiệu đến chị. Thưa chị, thì chị cũng đã tham gia vào chương trình nhiều rồi và cũng chứng kiến rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Thì không biết là hôm nay đến với chương trình này và chứng kiến cái hoàn cảnh của gia đình bà Bảy, thì không biết là chị có chia sẻ gì đến gia đình của bà không ạ? Thì thông qua chương trình Chung Lòng Chung Sức thì chị cũng đã tham gia được nhiều chương trình rồi, thì chị được biết hoàn cảnh khó khăn của bà Bảy. Thì có cháu là học thì giỏi, thì hôm nay thì chị cũng muốn bên công ty đại diện công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa, thì sẽ chị bên công ty chị sẽ có một suất học bổng để tặng cháu, để mong rằng cháu sẽ sau này sẽ học giỏi và để giúp đỡ cho bà nội nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bà có nghĩ đây là cái thông tin vui nhất từ trước tới giờ mà bà đã nhận được đúng không bà? Và như lúc đầu bà có chia sẻ với con về cái trăn trở của bà là làm sao để lo cho em Vi có thể là ăn học tới nơi tới chốn, có một cái tương lai tươi sáng hơn, thì ngày hôm nay chương trình đã mang đến một cái tin vui cho bà. Và con nghĩ rằng nó cũng là một cái động lực giúp cho em Vi có tiếp thêm cái động lực đem đến trường. Và ngay bây giờ chắc có lẽ em mời chị Huỳnh Thanh Thủy sẽ trao biển tượng trưng số tiền học bổng 20 triệu đồng cho em Vi ạ. Rồi, cô trao cho con, mong rằng con sẽ học giỏi nha. Dạ, cảm ơn cô. Vậy thì con không dạy ở với con đứa cháu. Giờ cũng lo học tới đâu tới, không biết con tôi chết ngày nào không biết. Con lại chết không chừng nữa. Tới đâu tới rồi. Với số tiền mà bên nhà tài trợ đã hỗ trợ cho em Bảo Vi như vậy, thì không biết là bà có muốn chia sẻ điều gì đến với đơn vị tài trợ hôm nay không ạ? Dạ, đó là cũng nuôi chăn nuôi gà nuôi vịt với mà cho nó ăn đi học, còn dư thì cũng sửa mua cái cột ở nhà rồi thôi. Con không biết làm gì. Có nghe là với số tiền này thì bà có thể là lo cho em Vi ăn học tốt hơn bà ha. Còn về Vi, em nhận được số tiền vừa rồi thì không biết là em có muốn hứa điều gì với đơn vị tài trợ không? Dạ, em muốn hứa là sẽ cố gắng học giỏi để bà nội và giống như là các cô chú ở đây sẽ vui lòng. Rồi, và chị nghĩ rằng là với cái lời hứa vừa rồi thì em cũng sẽ làm tốt và để không phụ lòng đơn vị tài trợ, cũng như là làm vui lòng bà, và sau này em có một cái tương lai tươi sáng hơn để mà còn phụ giúp bà sau này nữa nha. Và nhân đây thì cũng xin cảm ơn chị Huỳnh Thanh Thủy đã đến tham gia với chương trình và hỗ trợ cho cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn công ty cổ phần Tín Nghĩa đã đồng hành với chúng tôi trong suốt chặng đường qua. Còn bây giờ chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.